hay IDB thì mình sẽ miêu tả ba tính từ là hiện đại, năng động và nhanh chóng. Mình thấy cơ sở vật chất ở đây rất là hiện đại và anh chị thì hỗ trợ rất là nhiệt tình. Nhưng mà bên đây thì em có một chuyện biết rất là thoải mái.